Em xin chào tất cả các bác yêu lan trên toàn quốc ạ. Hôm nay nhà em lại lên phiên bán hàng ngày 11 tháng 5 năm 2024. Hôm nay nhà em lên là chủ yếu là hàng rời các bác nhé. Và sau đây em đi đến từng mã để các bác tham khảo và ủng hộ cho gia đình nhà em ạ. Đây là cái mã siêu phẩm của nhà em. Đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cặp lá các bác nhé. Không bị lỗi một tí nào luôn. Và nó mới chỉ có một cái vòi hoa này thôi các bác ạ. Lá này là đến 60 sen các bác nhé, 60 sen rất là khỏe đẹp các bác nhé. Đấy, không bị lỗi gì đâu ạ. Mã 26 này của nhà em có giá là 400.000 đồng. Những cái này là cái vết đấy ạ, vết đất ạ, bụi đấy ạ, không phải là lỗi các bác nhé. Cái này là lau sạch đấy ạ. Cái này là con nó ra hay là rễ nhỉ? Không biết là con hay là rễ các bác ạ. Em cũng mới bán, em cũng chưa kinh nghiệm mấy. Vâng ạ, mã 26 của nhà em có giá là 400.000 đồng. Cái này một mình anh ta đã ngồi với một cái thùng xốp rồi các bác nhá. Cái này em phải đóng rất là cẩn thận. Mã 26 400.000 đồng, bác nào thế thì chốt luôn mã này cho em nhá. Và sau đây em đi đến các giò nhỏ hơn. Đây. Cái này của nhà em có mã số 1 có giá là 160.000 đồng. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, cái này em xếp cái nào cũng hoa các bác nhé. 9 cây, mã 1, 160.000 đồng. Mã số 2, 180.000 đồng. Hai bờ hoa các bác nhé. Cái mã này là to hơn. Đấy, 1 cây, 2 cây, 3 cây và cây số 4 các bác nhé. 4 cây, mã 2, 180.000 đồng. Rất là đẹp các bác này. Vòi hoa của nó rất dài nhé. Lá của nó cứng lắm các bác ạ. Và đi đến mã số 3 của nhà em có giá là 250.000 đồng. Cây đẹp tuyệt vời luôn các bác nhé. 1 này, 2 vòi hoa này, 2. Bác ơi, cây này nó hơi bị lỗi lá các bác nhé. Đấy, nó hơi bị gập. Các bác ấy đi rừng về nên là nó bị nhiều quá, nó đập vào nhau ấy ạ. 3 cây và cây số 4 có giá là 250.000 đồng các bác nhé. Các bác nhìn mã này đẹp chưa ạ? Và mã số 4 có giá là 200.000 đồng. 1 2 3 hoa vẫn còn này các bác này. 4 5 và 6. 6 cây mã 4 200.000 đồng. Và mã số 5 có giá là 200.000 đồng. Ui các bác nhìn cái vòi hoa của nó này, dài chưa? 50 sen các bác nhá. 1 2, cái này cũng lỗi lá các bác nhé. 3 4 5 6 7 cây, mã 5 200.000 đồng. Và em đi đến mã 6 có giá là 170.000 đồng. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 và 10 cây các bác nhá. Cái mã này lá rất là đẹp luôn các bác. À có một cái bị lỗi lá này. Mã 6 170.000 đồng. Vâng ạ, và em đi đến mã 7 này các bác nhìn đẹp chưa? Mã số 7 nhé bác nhá. Đây có một cây như thế này. Và cây này cây mẹ con các bác nhá. Đấy, nó hơi xấu xấu thôi nhưng mà nó bốn vòi hoa này các bác này. Đó. Mã số 7 của nhà em có giá là 300.000 đồng. 300.000. Mã số 8 300.000 đồng. Cây này cũng rất đẹp này các bác này. Đấy, cây này thì nó hơi héo một tí các bác nhé. Tại vì là ở trên Lai Châu nhà em nó đang rất là nắng. Đấy. Hai cây này. Cây này 1, 2, 3, 4, 5 cặp lá các bác nhé. Cây này 1, 2, 3, 4, 5, 6 cặp lá. Cây này chưa mất một cái lá chân nào cả. Nhưng mà nó hơi héo về các bác ủ V1 xong rồi các bác phun vào cho cây nhé. Mã 8, 300.000. Mã số 9, 360.000. Cái này nó sâu, nó ăn cái lá này các bác nhé. Một cây này, 1, 2, 3, 4. Hai cây này, 1, 2, 3, 4. Và cây này 1, 2, 3, 4, 5 cặp lá các bác nhé.
Ba cây này của nhà em có giá là 360.000, mã số 9. Đây, cây này thì không lỗi lầm gì các bác nhá, mã này này. Mã này mã 10 400.000. Đây các bác xem này. Đó, hai vòi hoa nhé, về các bác vẫn được chơi hoa. 1 2 3 4 5 6 cặp lá. Và cây số 2, 1 2 3 4 4 cặp lá. Cây này 1 2 3 4 5 cặp lá các bác nhá. Mã này rất là đẹp luôn. Đây cho các bác xem. Mã số 10 400.000 đồng. Và em đến số mã số 20 các bác nhá. Mã số 20 này thì em ghép thập cẩm cho các bác nhá, combo nhá. Đây là ý ngọc các bạn, ý ngọc này và đây là chồn nhá các bác nhá. Chồn này có 1 2 3 4 5 6 7 cây. 7 cây này các bác ghép được một giò và ý ngọc các bác ghép được một giò to luôn các bác nhé. Mã 20 này em bán 100.000. Đấy, rất là rẻ cho các bác. Và mã 11 này có giá là 180.000 đồng. 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây. Mã 11 180.000 đồng. Mã 12 em cũng góp ghép combo các bác nhé. Đấy, có cây chồn này tím chưa này các bác này. Lá tím này. Đấy, em cũng sắp xếp nó cũng như nhau hết các bác nhá. Mã các mã nó như nhau hết. Đó, và cũng một phần ý ngọc và một phần chồn nhá. Mã 12 có giá là 100.000 đồng. Tiếp theo là mã 13 cũng 100.000 đồng các bác nhá. Đây, cũng chồn để các bác kép một giò chồn và một giò ý ngọc. Mã 13 100.000 đồng. Và mã 14 này các bác nhá. Mã 14 này là cái này là tam bảo sắc. Tam bảo sắc ạ. Tam bảo sắc này có mã 14 là có giá 120.000 các bác xem nhá. Cái này là cái bản lá to và lá xếp chứ không phải lá lướt các bác nhá. Ghép cái này nó rất là cứng cây. Đấy. Mã 14 120.000 đồng. Cái này chắc phải gần như 1 cân nhá các bác ạ. Và mã 15 cũng là 100.000 đồng các bác nhá. 120. À 120.000 đồng em xin lỗi. Đây. Đấy. Nó rất là khỏe các bác nhá. Vừa bóc rừng về luôn các bác, ghép được một giỏ to. Mã 15 120.000. Và em đi đến mã 16, nó nhiều cây hơn này các bác này. Nhiều cây hơn nhá. Mã 16 có giá là 140.000 đồng. Đấy, được một rể to như này các bác. 140.000 đồng mã 16. À, em đi đến mã, cái mã này có chưa nhỉ? Chưa. Mã 21 của nhà em cũng là 100.000 đồng các bác nhé. Cây này thì cái cây chồn này em nhặt nó to hơn nên là nó sẽ được ít cây hơn, nhưng cây nó sẽ to và nó khỏe hơn các bác nhé. Đấy. 100.000 đồng, cái này có 5 cây chồn. À 4 cây chồn. Với lại một rễ một hồng ý ngọc các bác xem này. Ý ngọc của nó ra dễ rất là nhanh nhé các bác nhé. Để ghép cái là nó ra luôn. Mã 21 100.000 đồng. Mã 22 100.000 đồng. Một phần chồn và một phần ý ngọc các bác nhé. Ý ngọc rất là đẹp luôn. Mã 22 100.000 đồng. Các bác trai thì chơi chồn, các bác gái chơi ý ngọc nhé. Đấy. Chồn mã 19 100.000 đồng. Combo ý ngọc và chồn các bác nhé. Mã 18 cũng một phần chồn và ý ngọc 100.000 đồng mã 18. Mã 17, mã này đẹp chưa này các bác này. 4 cây chồn nhé các bác nhá. Và một phần ý ngọc. Đó. Mã 17 100.000 đồng. Và mã 23. 23 thì chỉ được 3 cây thôi các bác nhá. Và một phần ý ngọc. Đó là được 100.000. Mã 23 và mã 24 nhà em cũng có 4 cây chồn. 4 cây chồn các bác nhé, rất là to đây này. Và một phần ý ngọc 100.000 đồng mã 24. Và mã 25 nhà em là có giá 220.000 đồng. 1 cây, 2 cây, 3 cây,
4 5 6 7 8 9 10 và 11. Mã 25 220.000 đồng. Vâng, em xin giới thiệu đến các bác một mã kim thoa các bác nhé. Tiếc là cái này nó về nó bị héo mất hoa rồi các bác ạ. Hoa vàng họng đen gần giống như phi điệp vàng ấy các bác ạ. Cái mã này là này có hai cây cây ngô đồng em tặng các bác nhé. Đó, cái mã này là mã 27 em bán 120.000. Trồng được cái này hoa vàng lắm các bác ạ, hoa vàng đẹp lắm. Mà nó cũng chơi được 3-4 ngày đấy. Tiếp theo là em đến với giò đùi gà dẹt nhé em. Các bác nhìn ngầm mầm gốc này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cái mầm gốc các bác nhé. Đẹp chưa? Mã 31 nhé em có giá là 250.000. 250. Và mã 32. Mã 32 có giá là 200.000 đồng. Vẫn là đùi gà dẹt các bác nhé. Đấy. Và mã 33 thì em là có cái khúc này là các bác xem này, có cả đùi gà, đùi gà dẹt, đùi gà tròn, tiều. Ờ, đùi gà. Có hai khóm đùi gà các bác ạ. Đây đây đây. Đùi gà tròn, đùi gà tròn. Hai khóm đùi gà tròn và một mã kiều, cái này kiều nó vừa mới ra hoa rồi các bác nhá. Cái này nhà em có mã 33 có giá là 120.000 đồng. Và đây là mã 30 nhà em, vẫn là đùi gà dẹt các bác nhé. Mã 30 250.000 đồng các bác ạ. 250. Tiếp đến cái giò phi điệp vàng này. Phi điệp vàng này là 2 tháng nữa các bác được ngắm hoa. Mã 29 300.000 đồng. 300.000 đồng các bác nhé. Vâng ạ, đây là mã cuối cùng của nhà em ạ. Này, em xin lỗi còn một mã nữa. Đây đây, mã này. Để cho đi nốt cho nó. Đang có hoa này các bác ngắm thích nhá. Đây này các bác này. 6 cây chồn, 6 vòi hoa. 6 cây chồn, 5 vòi hoa. Hoa này về các bác được chơi. Đó. Cái này mã 28 250.000. Không phải 28 nữa chứ anh, không phải không nhỉ. Em đánh cái mã 00 nhá. 250.000 đồng, mã 00. Vâng ạ, video của em đến đây là hết rồi ạ. Em xin cảm ơn tất cả các bác luôn đồng hành và ủng hộ cho gia đình em. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các video sau ạ.